Vitamin A là một vi chất dinh dưỡng cần thiết cho sự tăng trưởng và phát triển của trẻ. Vitamin A tham gia vào chức năng thị giác của mắt, bảo vệ sự toàn vẹn của giác mạc và các tổ chức biểu mô dưới da, làm tăng sức đề kháng của cơ thể đối với bệnh nhiễm trùng. Thiếu vitamin A, trẻ sẽ chậm phát triển, còi cọc, suy dinh dưỡng và dễ mắc các bệnh nhiễm trùng như sởi, viêm đường hô hấp, tiêu chảy, nhiễm trùng da. Và hậu quả nghiêm trọng nhất của thiếu vitamin A để lại là quắn gà, khô giác mạc, loét và có thể trẻ sẽ mù lòa vĩnh viễn. Cái vai trò của vitamin A nó khá là nhiều tác dụng. Thứ nhất là nó hỗ trợ cho cái về giác mạc của mình, nó chống khô giác mạc, nó chống quắn gà. Cái thứ hai nữa là nó hỗ trợ cho cái phần chắc cho xương và răng nữa. Nên những bà mẹ sau sanh thì nó cũng sẽ là hỗ trợ cho các bà mẹ trong cái quá trình dinh dưỡng của bà mẹ. Cái vitamin A nó còn hỗ trợ cho da nữa, nó còn phòng chống ung thư nữa. Bởi vì vitamin A nó sẽ cản trở hấp thu cái gốc tự do. Nhưng mà nếu mà vitamin A từ dầu cá nó không có tác dụng, và là vitamin A từ thực vật nó mới có tác dụng cái ngăn cản gốc tự do đó. Trẻ em dưới 3 tuổi là đối tượng dễ bị thiếu hụt vitamin A do trẻ đang lớn nhanh, cần bổ sung nhiều vitamin A, nhưng khẩu phần ăn của trẻ bị thiếu hụt, không được cung cấp đủ so với nhu cầu. Trẻ không biết ăn hoặc không thích ăn các loại rau củ, trái cây, thiếu đạm và dầu mỡ cũng làm giảm khả năng hấp thu vitamin A của trẻ. Hay do trẻ bị rối loạn hấp thu, bị các bệnh về đường ruột dẫn đến khả năng hấp thu vitamin A kém. Trẻ sơ sinh đang bú mẹ có thể bị thiếu hụt vitamin A nếu chế độ ăn uống của mẹ thiếu vitamin A. Đặc biệt, nếu trẻ không được bú mẹ thì nguy cơ thiếu vitamin A càng cao. Em vẫn đang cho nó uống sữa mẹ với lại cũng có bổ sung sữa ngoài. Cứ sợ là nhiều quá rồi cho nó ăn bữa có tí thức ăn á, nên không cho ăn nhiều, nên là giờ bác sĩ tư vấn vậy rồi giờ về cho ăn thêm cho nó có chất. Trạm thì ví dụ mà đi tiêm đồ người ta cho uống vitamin đồ thì vẫn cho uống. Mấy tháng đầu là nó không bú với mẹ nhưng mà mẹ vắt sữa ra cho bú đầy đủ, đông tử đông cho em bé. Nhưng mà đến giờ thì sữa đông em bé nó biết là nó chê. Trước bà ở nhà thì bà cũng chưa có biết là cho nên cho bé nó ăn những cái món ăn đa dạng. Cứ ngày ba món chẳng hạn như tôm, cá hay là thịt gì đó. Rồi rau thì có hồi có cũng có hồi không. Rồi những cái món ăn chẳng hạn như mình cho ăn nhiều hơn, chẳng hạn như bí đỏ thì mình thường xuyên cho ăn. Rồi cà rốt, khoai tây cũng thường xuyên cho ăn. Thì hôm nay bác sĩ bảo là cho ăn ít thôi để nó bằng da. Thật ra thì ở nhà cũng cứ nghe ngóng người này nói người kia nói, nhưng mà mình đến đây thì mình nghe bác sĩ nói thì mình tự tin hơn, mình tin tưởng hơn. Vitamin A là một vi chất dinh dưỡng thiết yếu mà cơ thể người không thể tự tổng hợp. Vì vậy, cần phải tăng cường vitamin A có trong một số thực phẩm vào bữa ăn cho trẻ. Theo đó, vitamin A có nhiều trong thịt, cá, gan, trứng, sữa và các loại rau có lá màu xanh đậm hoặc củ quả màu vàng cam như bí đỏ, cà rốt, đu đủ, xoài chín. Vì vitamin A tan trong chất béo nên trong chế độ ăn của trẻ cần bổ sung dầu mỡ sẽ giúp hấp thu tốt vitamin A. Ngoài ra, để phòng thiếu vitamin A cho trẻ em, phụ nữ khi có thai hoặc trong thời kỳ cho con bú cần được ăn đủ lượng và chất hàng ngày, uống nhiều nước và nghỉ ngơi đầy đủ để đảm bảo con trẻ được khỏe mạnh. Cần cho trẻ bú sữa mẹ sớm ngay sau sinh vì sữa non là nguồn dinh dưỡng tốt nhất và giàu vitamin A. Nuôi trẻ hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu và tiếp tục cho trẻ bú sữa mẹ cùng với ăn bổ sung hợp lý đến 24 tháng tuổi hoặc lâu hơn. Ngoài việc bổ sung vitamin A qua nguồn thực phẩm, các bậc phụ huynh có thể cho trẻ bổ sung dưới dạng viên nang, nhất là trong 3 năm đầu đời, để đáp ứng đầy đủ nhu cầu phát triển của trẻ. Một năm 2 lần vào tháng 6 và tháng 12, chiến dịch uống bổ sung vitamin A liều cao cho trẻ được đồng loạt tổ chức tại các trạm y tế xã phường thị trấn trên cả nước. Tại Đồng Nai, chiến dịch uống vitamin A vòng 1 năm nay sẽ được triển khai từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 15 tháng 6 cho trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi. Ngoài ra còn bổ sung vitamin A cho trẻ suy dinh dưỡng nặng, trẻ mắc sởi, tiêu chảy kéo dài. Bà mẹ sau sinh trong vòng 1 tháng cũng được bổ sung vitamin A liều cao. Những bé dưới 5 tuổi, đặc biệt là dưới 3 tuổi thì hầu như cái tỷ lệ em bé nó biếng ăn, với lại cái tỷ lệ mà em bé nó ăn uống chưa đa dạng như người lớn được á, nên đâm ra nó có thể nó dẫn đến nó thiếu. Thì nên bởi vậy cái chương trình quốc gia của mình là có liều uống vitamin A liều cao 6 tháng một lần. Thì bởi vì nghe nói ngay từ đầu vitamin A là nhóm vitamin tan trong dầu, nên đâm ra mình uống 6 tháng nó có thể dự trữ để nó xài cho mình cả nửa năm được. Thì tới cái tháng nửa năm sau thì mình bổ sung lại là được. Thì cái đó mình bổ sung nó không ảnh hưởng gì hết.
Bởi vì nó là mình chỉ bổ sung một lần trong vòng 6 tháng thôi, cơ thể mình dự trữ thì mình sẽ lấy ra từ từ. Còn ví dụ như trong những trường hợp, ví dụ bà mẹ có lỡ quên không cho con mình đi uống thì cũng không sao hết. Thì biết sao mình cho ăn em bé nó đa dạng chút, thì trong cái đồ ăn của mình nó đã có vitamin A rồi. Các bậc phụ huynh cần đưa trẻ đến trạm y tế xã phường thị trấn nơi mình ở để được tư vấn và uống vitamin A theo liều lượng phù hợp. Vì nếu dùng quá liều chỉ định, vitamin A sẽ tích lũy trong cơ thể, gây ngộ độc. Khi sử dụng vitamin A liều cao cần lưu ý. Đối với trẻ em từ 6 tháng đến 36 tháng tuổi, chỉ uống một lần duy nhất và uống lần thứ hai cách 6 tháng sau. Đối với phụ nữ có thai, đặc biệt là trong 3 tháng đầu của thai kỳ, không được uống vitamin A liều cao.